Đấy, các bác thấy chưa? Phải nói là một siêu phẩm luôn. Đây là một trong những đôi loa siêu phẩm của Kenwood. Đôi này mà các bác là đã dọn dẹp vệ sinh đẹp lung linh cho bác luôn này. Siêu phẩm của Kenwood luôn. Nó là một trong những đôi loa gọi là khủng nhất của Kenwood. Là tính về đôi. Còn nếu như là đây là đôi loa Kenwood D D9 nhá, 9D. Còn là loại Kenwood 10.000 thì nó khác, 10.000 nó lại ghép hai thùng với nhau. Đây nếu mà để nói một thùng thì đây là một trong những đôi loa khủng nhất của Kenwood. Nó được thiết kế với lại 4 bát 30 trên một thân thùng. 4 bát 30 trên một thân thùng. Một chung kè. Một tép còi. Ôi luôn. 4 bát 30 trên một thân thùng các bác nhé. À, đôi loa này có thể đáp ứng những căn phòng cả 100-200 mét vuông cho các bác luôn. Được chưa? À, có clip khui hàng rồi, các bác tua về sau sẽ có clip khui hàng cho bác. À, đôi này có mức giá là 39 triệu, 39 triệu cho bác. Trong gia đình các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Vừa đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí về karaoke. Cái hai nữa là nó quá khủng, đây mình sẽ quay gần cho bác này. Thì em đã bảo rồi như đôi này đấy, đã dọn dẹp làm đẹp cho bác rồi, làm đẹp cho bác rồi, bác về chỉ sẵn chơi thôi, làm đẹp hết cho các bác rồi, chỉ sẵn chơi thôi. Được chưa? 4 bát 30 trên một thân thùng. Cái kích thước chiều em đẩy ra xa một chút nhé bác nhé, em đẩy ra xa một chút, em sẽ đo kích thước này, cái chiều ngang này, 1 này, 2 này, 3 này, 60 rồi, nó tầm khoảng độ 66, 68 rồi đấy, chiều ngang. Hơn đấy, nó phải tầm 70 chứ bạn. Đây, bác nhìn thế này. Gang này của em nó 21 22 rồi, một gang này, 2 này, 3 này. Ôi nó phải 70 bạn. Bởi vì là hai cái loa nó 2 bát 30 là 60 rồi. 60 những cái điểm 1 2 3 điểm kia nữa thì nó tầm gần 70 luôn. Chiều ngang, chưa? Về chiều sâu. Chiều sâu ở phải tính, các bác phải tính cái điểm lồi của cái loa kèn chóa kèn này nhá. Lồi này ngoài ra cái căng tầm này. Thì đây điểm sâu này. Điểm sâu nó tầm 50. 50 cả cái căng. Đúng chưa? Chiều cao 1, 2, 3, 4. Chiều cao nó tầm 86 đến 88. Chiều cao gần 90. Chiều cao. Đây là một trong những đôi loa khủng nhất của dòng Kenwood luôn. Đây, em quay như thế này cho bác nhìn. Các bác biết rằng là cái chính thức của nó, cái trước mắt em nhìn là như nào. Đây, trước mắt nhìn nó khủng như này. Nhiều bác thì cứ nghĩ là ôi trời ơi, tại sao đôi loa này nó tận 39 40 triệu. Mà các bác là bây giờ bác một bộ dàn nghe nhạc, một bộ dàn karaoke, bác đưa hai bộ vào trong một gia đình, nó nói chung là mỗi bác nghe một kiểu nhưng có thể đáp ứng được cả hai nhé, vừa nghe vừa hát, và đặc biệt là bao hay luôn, bao phê luôn. Dòng Kenwood thì không có lý do gì mà không hay cả, và tất cả được dọn dẹp sạch đẹp chỉ sẵn chơi thôi. Bác chú ý hộ em nhé, đây là một con chung còi này, chung kèn này, đây là tép này, đây là lỗ thông hơi, lỗ thông hơi của nó em đẩy ra xa chút nhé. Hai bên này là hai lỗ thông hơi, hai lỗ thông hơi có nghĩa cái lực bát nó sẽ ra ngoài. Có nhiều con nó thiết kế là lực bát lỗ thông hơi phía dưới, nhưng con này lực lỗ thông hơi phía trên, nên là cái giải xúc của nó sẽ tràn khắp khắp căn phòng của bác luôn. Đây là hai lỗ thông hơi, lỗ thông hơi, lỗ thông hơi. Đây là con chung kèn. Được chưa? Nó phải đến ba mấy nhé. Tiếp còi 4 bát luôn. Đấy thì các bác nhé, bác nào có nhu cầu liên hệ với em. 39 triệu. Đây nhìn như này bé lắm. Đây chính thức của nó phải đây. Đấy, đây mới là thực tế. Ok chưa ạ? 39 triệu ạ. Chào các bác. Các bác cứ tham khảo thoải mái đi. À đây quên mất, chưa quay mô đen. Không quay mô đen thì cuối cùng này quay về là nó rất là mất việc. Có những cái nó rất là đơn giản nhưng mà thành ra lỡ quên. Đây mô đen của nó là MV9D. Công suất 700W một loa. Vậy là đôi này công suất 1.400W một đôi này. Chở kháng 8 ohm, hàng made in Japan. Nó là một trong những dòng đôi loa khủng nhất của Kenwood. 1.400W.
Ok cho bác, hôm nay thôi ngày nghỉ, nó có một vài chén rượu nó hơi tưng tưng đúng không cả.